Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Snow Snow. Thì dạo này mình đang bận đi làm nên là mình cũng chưa có làm được vid cũng như up với các loại rùa khác lên cho các bạn xem. Thì dạo gần đây mình cũng đã chuyển cái bể rùa này ra đằng sau là mình và cũng setup thêm một ít đồ cũng như là đón thêm những em rùa mới về với bể của mình. Thì bể của mình đang sử dụng thay ra dùng lọc tràn rồi, lọc tràn trên cũng đã có lắp sửa nước để chuẩn bị vào mùa đông cho các em nó. Thì mình mới mua thêm được một số em rùa mới, mình sẽ bắt lên cho các bạn xem nhá. Thì mình có mua thêm được hai em tay đỏ, đây tay đỏ thường thôi, này cũng size 8. Em này thì đang bị nấm ở đầu này, thì mình cũng đang chữa, thì chữa nấm thì cũng dễ thôi. Các bạn bắt ra và cận cái nấm ở đầu, cận cái nấm ra, nhưng mà phải rửa tay trước khi chúng ta thực hiện cận nấm nhé. Rồi chúng ta bôi một lớp thuốc đỏ vào, thuốc povidone ấy, ở ngoài hiệu thuốc tây có bán ấy, bôi thuốc đỏ vào rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ bôi đến thuốc xanh là cái thuốc methylene ấy, các bạn mua ở ngoài hiệu thuốc có, để tầm 15 đến 20 phút cho thuốc khô thì các bạn thả vào bể nuôi như bình thường thôi. Còn một cách khác nữa là các bạn ngâm thuốc, thì các bạn có thể tìm thuốc ngâm ở các shop rùa. Đây là một em vẽ đông mới, vẽ đông và đây con hàng mà mình thích nhất, rùa tai đỏ albino. Thì mình sẽ có một clip review riêng về loài này cho các bạn nhé. Rất đẹp, tai đỏ albino, một cục vàng. Như các bạn đã thấy thì ở bên góc tay phải màn hình thì mình có một em Top X, em con X. Con X này thì nó đang ở size 7, rất mút luôn, không nhiều lắm. Từ hôm về đến giờ mình cho ăn 3-4 lần, lần nào cũng một khoảng 5-6 con tôm ăn sạch. Con X, con này là dòng rùa cá sấu nhé, dòng snap, snapping nhé.
À, hôm trước thì cái lần vip trước mình có unbox hai em áo vàng này đấy, áo vàng Việt hay còn gọi là rùa câm. Bọn này đang size 4 size 5 thôi. Đây con map của mình đây, nó đang lột da các bạn ạ. Đây, quay vít nó không nhìn rõ, nó đang lột da đấy, rất to luôn. Cái này chắc tầm 28 29. Đây là em Ninja. Em Ninja thì mình đã có một vít review của em nó rồi đấy, rất nho luôn. Ninja cực kỳ nho luôn. Mình còn em Bụng Hồng nữa. Bụng Hồng nó trốn đâu rồi? Bụng Hồng mình cũng đã có một vít mình review với em nó rồi, các bạn có thể xem lại clip đấy. Thì đấy, quãng thời gian qua thì mình cũng hơi bận việc đấy, thì mình cũng trong thời gian đấy thì mình cũng đã chuyển cái bể này ra đằng sau phòng trọ của mình, và mình cũng setup thêm lọc tràn và cũng như sưởi để chuẩn bị vào đông cho các em. Và mình cũng đã update thêm được một số em rùa mới, và mình cũng sẽ có từng clip riêng với các em rùa mới này. Các bạn hãy theo dõi và ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và mình cũng sẽ update thêm nhiều loài rùa mới nữa về cái bể cộng đồng của mình. Mọi người hãy theo dõi và đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn bè cùng đam mê rùa để biết tới mình nhá, ủng hộ cho kênh của mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Video đến đây thì cũng đã đủ thời lượng rồi. Rồi hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.